Xin chào các bạn đã trở lại với channel Khang Today. Hôm nay mình có một đôi giày, đó chính là Air Jordan 4 Thunder. Thì đây là một đôi giày Air Jordan 4 với phối màu cực kỳ nổi bật là đen và vàng, rất đơn giản, cùng với logo Jumpman màu trắng ở phía sau. Tuy nhiên cái mình muốn nói ở đây chính là phần chất liệu cực kỳ đã mắt, đó chính là suede bao bọc tất cả các phần upper của đôi giày này. Nó tạo nên một cái màu đen tuyền. Và các bạn thấy ở phần outsole thì ôi trời ơi, như là chỗ này nó giống như một cái purple gum đạp lên màu vàng mấy bạn. À, rất là đẹp. Và dĩ nhiên logo Jumpman màu trắng vẫn hiện hữu ngay giữa đôi giày. Và các bạn biết không, đây là một cái phối màu phải nói nó sẽ gây sự chú ý rất là cao nếu như các bạn mang lên chân. Và nhưng mà đánh đổi lại thì cái sự đen tuyền này được đến từ da lộn, cho nên nó sẽ rất là dễ bám bẩn hoặc là bám bụi, hoặc cũng giống như là cái vết nước rớt vào. Cho nên đối với đôi giày này phải nói là một cái sự đẹp nhưng đánh đổi lại phải là sự cẩn thận. Cho nên theo như các bạn sẽ là cop hay drop? Tại vì Sneaker App sẽ drop đôi giày này chính thức vào ngày 13 tháng 5. Chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại ở video unbox kế tiếp. Ciao.